Đây, bây giờ sẽ bóc hộp cái mày nó sẽ đi chân nó xa được. Vừa đặt hôm qua hôm nay đã về vừa thế nó hay hay thì nó đẹp hơn. Triệu 135.000 Trung của Chigo. Là chẳng có cái gì mấy luôn. Không có cái tem 220V 50Hz 50W. Cái này thì mình thích nó ở cái này, cái bảng điều khiển nó ở phía trước này. Đấy. Nhãn hiệu là Chigo. Gấp gọn này thì cũng rất bé mà. Gấp gọn này thì nó rơi vào khoảng 18. Được con. Ốc này là bằng inox nhé. Con bóc nhá. Kêu con bóc đi. Cái này thì nó có một cái quạt này. Quạt này kiểu dạng như cái bơm. Gói thảo mộc. Thảo mộc thảo dược cái cho ở đây. Có tí nữa phải rút ra này mới được pin luôn. Ừ, thôi rút ra để điều khiển. Nó bỏ nó đi con. Để mình cắm điện thử ra nhé. Em mở ra xem này. Đèn mưa sáng này đây. Cắm điện vào đèn nó sáng rồi, nếu bố đưa mượn điều khiển không? Tắt. Để đấy Nguyễn con. Điều chỉnh nhiệt độ này. Thôi, đừng nâng nữa. 41, 40, 39, 38. 35 độ và 48 độ là tối đa.
Thôi nó lại tốt kia rồi con. Thôi không mình nữa. Hôm nay mình cắt thử luôn ở trên cái máy này. Hiện tại là bạn nhỏ bạn đang ngồi bạn ấy massage. Và mình được 5 phút dùng cũng sướng phết bạn. Giờ đứng lên chân nó cứ tê tê lơ phê phê mà cũng hơi buồn ngủ. Đấy thì đây nó có một cái điều khiển này. Hôm nay mình dùng lá lốt nhé. Lá lốt để đun nước. Lá lốt với cả cho ít muối. Mình chưa dùng, có cái gói thảo dược tặng kèm nhưng mà chưa dùng. Đấy thì đây là cái đặt này, nhãn hiệu là Chigo. Đấy thì cái 45 này nó đang là đêm nhé. Trên điều khiển này mình sẽ có mấy nút này. Ui ui, giật rồi con. Con thấy giật không? Không, chắc là lấy cái nước nó ấy xuống nền này này. Vừa ấy mình làm đổ cái nước ra sàn này. Đấy, chị ngồi yên đấy nhá. 45 đây nhá. Bây giờ là mình có cho nó dừng để điều khiển vào trong đây, đâu có cái mắt hồng ngoại đây này. Quay không quay là cái này. Đấy, thì bây giờ là cái sang này là biểu tượng của nhiệt độ này. Nhiệt độ này. Đấy, mình bấm đây. Thì cái 45 này nó chính là 45 độ này, mình có thể giảm này. Ấn dấu trừ là giảm này. 44, 43 này. Thế còn có một cái nút này nữa là nút đồng hồ thời gian này. Đấy thì đây là số phút. Từ con. Số phút mình cũng có thể chỉnh bao nhiêu phút. 41 này. Đấy, đây là có một nút tắt. Đây có một cái nút home, nhưng nút home mà nó không có tác dụng gì nhá. Đấy. Thì cái này nó quay, nó sẽ quay 6 cái ấy luôn. Đây mình nó quay. Ở giữa này thì nó có một cái bơm nhỏ nhỏ. Kiểu cái cánh quạt ấy, nó bơm để nó ấy nước thôi. Chứ nó cũng chả phải sục khí đâu, cái cánh quạt nhỏ đó. Thế còn chỗ kia nó có một cái gói thảo dược, thế này mình không dùng thảo dược. Đấy, nói chung là dùng cũng được các bạn. Tạm tạm. Thuê mà bố, sẽ tạm tạm. Thuê à? Có thích không? Thế à? Đấy, tối này ngủ ngon. Thế nha, chỉ còn 5 phút nữa, đến 10 giờ kém 10 không đến lượt bố. Bố ấy xong thì chốc nữa mẹ. Mẹ tắm xong thì ấy. Sao? Con thích nhưng mà bố ngồi đi. Con bảo là đang bảo con phê mà. Con thích thật nhưng mà thì bố ngồi phải ít cả. Không. Con cứ ngồi đi. Cái này bạn chú ý là đừng để chân lên cái thành này nhá. Để chân lên cái thành này là nó dễ bị đổ nước ra. Nghĩa là cái này nó phải có cái chống thì nó sẽ chuẩn hơn, nhưng mà cái này nó sẽ không có cái chống xuống dưới, nên là mình để chân lên thành nó giống như bị gấp xuống ấy, là nước ở trong kia nó sẽ đổ ra. Nó quay chân rất sướng các bạn, chân này nó sẽ ma sát hết vào trong cái đầu, nó quay nó ma sát lòng bàn chân, đầu phần chân này, cả gót chân. Cái này nó có ba con, nhưng mà thông thường mình đặt ấy chỉ đặt ở trên này khoảng 2.5 thôi, không đặt được hết 3 con. Thì chân mình nó không thể dài được như thế. Nói chung là khá hài lòng với cái con này. Con massage này. Đấy. Em mình còn chưa thử cái tính năng chống giật của nó. Vừa ấy mình làm đổ ra sàn nên là cái khả năng là nước nó điện nó ấy xuống cái sàn một ít chứ. Chứ nước mà không đổ ra thì không vấn đề gì, nó chỉ giật nháy, nó nhẹ chứ nó chưa phải giật mạnh không. Nhưng hôm nào phải test lại cái chống giật xem như nào, xem có tác dụng hay không. Thôi con đừng động vào đấy nữa, kệ nó. Còn hôm mình cũng xem một số cái máy, dòng máy của Philips này,
hoặc là một cái số cái máy mà máy Philips nó khoảng 2,7 triệu, thì về cơ bản nó cũng chỉ tương tự con này thôi, nó không khác là mấy. Thế là thôi dùng thử thế nào mấy bữa lại chán thì chả dùng nữa thì thôi mua con rẻ này. Dùng thế cũng thích phết các bạn, chân cảm thấy nó nhẹ ăn hẳn luôn. Bố chở, thôi video mình đến đây là hết, nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin like subscribe kênh nhé.